xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh. Hôm nay Lệ Minh like chia sẻ với anh chị các bạn về một số chiến sự của Nga và Ukraine. Anh chị các bạn thấy trong từ khi cuộc chiến tranh bắt đầu phát động vào ngày 24 tháng 2 thì dư luận cộng đồng thế giới cũng như Việt Nam rất là sôi động. Thì các bạn thấy có rất nhiều tin tức nóng bỏng được đưa lên trên khắp mọi nơi hết. Khi những cái cuộc chiến mà nó có cái sự ảnh hưởng tới tụi phương Tây cũng như Mỹ, anh chị các bạn hết sức cẩn thận. Tụi Mỹ và phương Tây, cái truyền thông của nó rất là khốn nạn chứ không phải giỡn đâu. Tụi nó đưa những cái tin tức bẩn thỉu, nó đưa những cái báo cáo, những cái thông tin chưa kiểm chứng, nó làm cho sôi động, nó dùng cái đó là để tâm lý chiến, để kích động cái người dân của cái người dân trên toàn thế giới để chống lại cái cuộc chiến của Nga. Các bạn biết đất nước của người ta đó là quyền lợi của họ thôi. Chiến tranh không ai muốn, ai cũng muốn sống trong hòa bình. Do những người lãnh đạo yếu kém, họ đi sai đường hướng, không đem đến cái nền hòa bình cho quốc gia. Bởi vì anh chị các bạn thấy, các bạn đang có một đất nước Việt Nam, những người lãnh đạo người ta rất là tài giỏi. Các bạn thấy những cái lần mà mình đụng độ với lại Trung Quốc, nhưng mà mình hết sức kiềm chế, mình khôn khéo để làm sao nó không xảy ra chiến tranh. Mình dùng cái chính sách ngoại giao khôn khéo của mình. Thì quay lại cái vấn đề mà cuộc chiến Nga-Ukraine cũng vậy. Các bạn biết khi những cái cuộc ngoại giao nó đổ vỡ, mà bởi vì do những cái người lãnh đạo của Ukraine đó, toàn là cái đám tay sai bùn nhìn không à, bất tài vô dụng, nó y chang như cái đám mà của chế độ cũ Ngụy Sài Gòn vậy đó. Tôi nói chỉ các bạn nhìn đi, các bạn tìm hiểu đi, y chang vậy đó. Sống toàn là nhờ vào viện trợ, đưa mấy thằng hề từ, các bạn thấy nó lập lên một cái chính quyền tam quyền phân lập à, rồi nó có cả hệ thống hàng ngang hàng dọc đó chứ. Mà các bạn thấy bởi vì những người lãnh đạo nó không có tâm, không có tầm, nó lên đó nó tham nhũng, nó móc nối, nó có gì lợi ích nhóm của nó với nhau, rồi người dân phải khổ sở, rồi nó cấu kết với ngoại bang, tại vì nó không có xây dựng được cái an ninh quốc phòng. Các bạn thấy nó phải nhờ vào ngoại bang, đây ngoại bang phải viện trợ cho nó, đưa súng ống đạn dược cho nó, rồi phải nợ nần mua, đâu phải là cho đâu, có nó viện trợ đâu phải là cho không đâu các bạn. Nó cũng phải lấy về những cái lợi ích của nó, những cái quốc gia mà tụi tư bản rồi đó. Đấy, các bạn thấy nó làm tan nát đất nước Ukraine hết. Rồi nó muốn đưa cả khối NATO, liên minh của Mỹ và phương Tây vào trong cái đất nước Ukraine, để đặng mà mục đích của nó, tụi nó là để làm gì? Cái tụi phương Tây và Mỹ làm gì? Để đặng mà nó chống lại, nó phá hoại cái nước Nga. Cho nên chính vì vậy mà ông Putin, ông là người lãnh đạo rất là tài giỏi. Ông nhìn thấy được, ông là một người rất là tầm nhìn chiến lược. Ông là cựu tình báo KGB của Liên Xô ngày xưa, ông hiểu được. Các bạn biết ông rất là khéo léo, cho nên các bạn thấy Nga họ gia nhập vào những cái khối mà kinh tế của thằng Mỹ cũng vậy, nó ngay cả WTO cũng vậy. Ông rất là khôn khéo, tại vì không một cái đất nước Nga nó cái tiềm năng quân sự nó rất là lớn. Cho nên tụi phương Tây và Mỹ nó rất là sợ Nga mạnh. Ông Putin ông hiểu được, cho nên là ông phải độc lập đó, ông phải phát triển cái kinh tế của ông, khai thác tài nguyên để đặng mà bán, để đặng mà xây dựng đất nước. Đấy. Mà các bạn thấy khi Ukraine nó có những cái thành phần lãnh đạo của nó ngu dốt như vậy đó, thì ông Nga này ông đã nói rồi, anh không có được đưa liên minh NATO và của cái tụi đồng minh châu Âu với Mỹ vào trong đó để đặng đặt vũ khí ở sân sau nhà tôi, đâu có được. Anh chơi như vậy là anh muốn có âm mưu phá hoại nước Nga. Thì cái thằng lãnh đạo kia này nó ngu quá, nó không có chịu, nó cố chấp, thay vì nó từ bỏ những cái đó, các bạn thấy không, tại nó muốn được lòng tụi phương Tây để đặng nó lấy viện trợ, thì buộc lòng Nga phải tiến quân để đặng mà thay đổi cái chế độ ngu xuẩn đó, đem lại cái sự hòa bình cho đất nước mới sao. Tại vì người dân, các bạn thấy người dân Ukraine họ sống mặc dù
trước đó chưa có chiến tranh nhưng mà người dân rất là khổ, nó còn tệ hại hơn là chiến tranh nữa. Đấy mà tụi phương Tây và truyền thông của Mỹ rồi nó mất dạy lắm anh chị các bạn. Các bạn thấy nó đưa ra những cái tin tức nào là 3.000 binh sĩ Mỹ, binh sĩ Nga bị thiệt mạng thế này thế nọ, tôi nói bạn rất là nhiều. Các bạn nhìn về những cái cuộc chiến mà khi thằng Mỹ nó tiến quân đi, khi mà nó dội bơm mà nó quanh tạc đất nước của người ta, nó như Iraq, Syria, Kuwait, Afghanistan rồi Libya, các bạn nhìn thấy truyền thông của tụi nó đâu có đưa tin mà gọi là fake news đâu, nó khôn dã man lắm. Nhưng mà khi những cái quốc gia nào mà bất lợi cho nó là nó đưa những cái tin tức rất là mất dạy của nó. Bởi vì tôi rất là căm ghét cái tụi tư bản nó bị dân dã man. Chào anh chị các bạn, trong diễn đàn nó bị dân kinh hồn lắm. Cho nên các bạn thấy những cái giới trẻ bây giờ tôi lên mạng nhiều khi nó cũng lôi cuốn mấy đám theo cuồng Mỹ, cuồng phương Tây, ngồi đó cái mơ gia đình tao ở bên Mỹ là hạc sĩ, tiến sĩ, bạn bè rồi này nọ, mà nó thì nó nói nó ở Việt Nam, các bạn thấy không? Nó cái sự mà gọi là mê muội ngu xuẩn, nó không có một cái lý tưởng gì cả. Cho nên trên mạng này anh chị em các bạn yêu đất nước này hết sức thận trọng. Cái tánh của tôi nói rất là thẳng thắn, tôi không có gì nể ai cả. Tướng tá mà lên mạng mà nói tầm xàm là tôi cũng bút à. Tôi cái gì nó ra cái đó, tại vì mình phải đứng đắn, mình đưa tin tức cũng vậy. Tôi nói các bạn rất là đau lòng khi nhìn những cái kênh chính thống của Việt Nam như tờ báo Pháp Luật đồ cũng vậy, tờ báo Tuổi Trẻ đồ cũng vậy, Thanh Niên rồi, nó đưa theo hù theo dịch những cái tờ báo của tụi phương Tây và Mỹ, nó dịch mà nó nghĩ rằng đó là những cái thông tin của chính thống đưa ra. Các bạn thấy rất là đau lòng. Mỗi khi mà tôi đọc tôi thấy những cái tin tức như vậy rất là đau lòng. Ngay cả những cái trang mà Facebook của một số anh em mà gọi cờ đỏ đồ, thằng gọi là phía bên mình đó, đưa ra những cái thông tin không có chính thống, tôi vào tôi thấy rất là đau lòng. Tôi phải cãi vã với họ, phải tranh đấu với họ suốt cả ngày họ mới chịu lấy xuống những cái tin tức fake news đó. Tôi phải đi research rồi đưa những cái link để chứng minh cái tin tức fake news. Các bạn thấy hồi ở Syria tụi nó hàng phương Tây nó tấn công cái vụ mà hàng nhỏ mà có cái đôi dài bút á đè lên đầu, các bạn thấy không, nó giả để đặng nó làm cho dư luận hoang mang, nó kích động cái cộng đồng thế giới, những cái người mà họ xem tin tức họ cuồng đó, họ quay qua họ chống Nga, nó khốn nạn lắm. Nhưng mà ông Putin này ông rất là khôn khéo, các bạn thấy từ từ ông sẽ đưa ra những cái tin tức mà chính người Nga người ta thu thập được. Nga có vệ tinh mà các bạn, Nga người ta đi người ta làm gì người ta chụp lại hết, mà người ta khéo léo, người ta cứ từ từ. Cái bọn phương Tây rồi Mỹ rồi tụi nó, các bạn không có sống tụi nó rồi. Các bạn nhiều khi thấy nó ở bên ngoài nó chào hỏi nó lịch sự lắm, nhưng mà chơi với nó là con dao hai lưỡi. Bởi trên không gian mạng này tôi nói chị bạn, các bạn hết sức cẩn thận. Tôi mà suốt mấy ngày qua tôi nói thiệt á, trên tôi đi theo mà đấu tranh với một số ngay cả anh em mà gọi là yêu nước cũng vậy, đưa những cái thông tin rồi rất là đau lòng. Tại vì cái cuộc chiến Nga và Ukraine nó bắt buộc thôi. Những người lãnh đạo Nga, người ta tầm nhìn chiến lược của họ, họ phải bảo vệ quốc gia của họ, cả trao hơn cả 100 triệu dân tộc, người dân Nga nữa. Mà các bạn thấy người Ukraine họ cũng là người anh em của Nga, họ cũng nói tiếng Nga. Các bạn thấy mà bị phương Tây Mỹ rồi nó chia rẽ ra, tụi phương Tây và tụi Mỹ nó ghê gớm lắm. Nó đâu có muốn cái ảnh hưởng của nó bị mất đâu các bạn. Ảnh hưởng nó mà bị mất là nó mất đi cái quyền lợi tiền bạc của cải của nó mà. Bởi vì nó sống trên xương máu của nhân loại. Các bạn không có hiểu đâu. Tôi nói các bạn thiệt á, không phải tôi kiêu hãnh kiêu ngạo ấy. Tôi sống với mấy thằng tư bản tôi biết nó, tôi làm việc với nó, tôi ngồi với nó, tôi nghe, tôi nhìn, tôi thấy. Cho nên tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm của tôi để các bạn thức tỉnh, đừng có mê muội những gì mình đang sống trong quê hương đất nước của mình. Mình cần phải trân trọng, mình cần phải quý, mình cần phải bảo vệ. Các bạn thấy đó, ngày xưa nhìn nói về cuộc chiến
Nga và Cam và Ukraine. Các bạn nhìn lại ngày xưa, các bạn thấy khi mà hàng Campuchia, hàng Pol Pot, Pol Pot, Khmer Đỏ nó quậy phá rồi Trung Quốc, các bạn thấy đó. Mình cũng kiềm chế với nó, mình đâu có muốn gây chiến đâu. Các bạn thấy ông Hun Sen ổng mới qua, ổng năn nỉ Việt Nam mình, và cuối cùng nó đụng tới Việt Nam mình phải ra tay thôi. Các bạn thấy không? Mình phải ra tay, mình bảo vệ, nó qua nó giết dân mình. Xong rồi hàng Trung Quốc cũng vậy, các bạn thấy đó. Rồi phương Tây rồi nó ngồi đó, nó cũng hùa theo, nó hùa theo thằng Mỹ để đặng mà để Trung Quốc và Khmer đó tấn công mình. Nhưng mà kẻ thù buộc mình phải cầm cây súng để bảo vệ tổ quốc, mình phải đánh trả thôi. Mình phải đánh trả, mà đánh qua mình còn phải giải phóng cả Campuchia khỏi ách thống trị gọi là diệt chủng loài người. Mà các bạn thấy tụi mất dạy, phương Tây và Mỹ nó dùng sức mạnh của nó để đặng mà nó chèn ép mình, nó nói là mình xâm lăng. Sau này ông Anna, tổng thư ký Liên Hợp Quốc mới tuyên bố là Việt Nam giải phóng chứ không phải là xâm lăng. Các bạn thấy cái sự chớ chiêu của tụi phương Tây và Mỹ nó khốn nạn lắm. Nó coi mạng người không có ra gì hết trơn á. Rồi các bạn thấy cuộc chiến của Mỹ, của Nga và Ukraine hiện nay, có nhiều người không hiểu, cho rằng Nga xâm lăng, cũng bắt chước theo người ta là Nga xâm lăng. Chàng ơi, mình là những người yêu nước, mình là những người đấu tranh trên không gian mạng, mình cũng dùng theo tụi truyền thông bẩn của phương Tây, nó chết mẹ rồi. Vậy thôi từ chức, đừng có tham gia mạng nữa, đừng có tham gia lực lượng chống phản động, chống lại tuyên truyền nữa. Mình nằm trong những cái lực lượng tuyên truyền, mình phải dùng những cái từ làm sao để đặng mà có ích, có lợi cho đất nước mình nữa. Các bạn thấy cái tụi chống cộng không? Ở hải ngoại cái lũ ô hợp đó, các bạn vào trong mấy đấu trường coi, nó dùng toàn là fake news mà. Tại vì nó học từ ông cố nội Mỹ nó ra đấy, tại vì nó coi Mỹ là ông cố nội nó qua đó. Thằng nào nó cũng xem cái đất nước sở tại là của ông cố nội nó để lại, cho nên nó tôn sùng. Các bạn thấy toàn là nó đưa tin tức giả mạo, có nhiều lắm. Tôi nói tại các bạn trong lĩnh vực Anh ngữ, các bạn không có đủ cái sự mà để tìm hiểu, nó phong phú lắm. Đó, trên mạng mà các bạn đánh fake news, tuyên truyền của fake news mà tụi phương Tây nó đưa ra, chàng ơi, khủng khiếp đó. Nó chỉ cho mình cách nhận dạng ra những cái tin tức gọi là fake news, khủng khiếp lắm anh chị các bạn ơi. Cho nên trong suốt những ngày qua tôi ngồi tôi theo dõi, cái buồn của tôi là nhiều khi thấy những cái tờ báo pháp luật, ngay cả tờ báo pháp luật của thành phố Hồ Chí Minh, chàng ơi, rồi tờ báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ cũng đưa theo rồi báo là Nga xâm lăng. Tại sao mình Nga là mình cũng là những người anh em, họ rất là tốt. Các bạn biết Nga là một người rất là đáng tin cậy, họ giúp đỡ mình vô điều kiện, họ xóa nợ cho mình trong cái cuộc chiến. Các bạn thấy Nga nó không có chơi những cái trò bẩn thỉu giống như hằng Mỹ và phương Tây. Các bạn nên nhớ gì đó, Nga người ta làm việc nó đâu ở đó, quốc gia nào ra quốc gia đó, nó không có xỏ cái mỏ chó nó vô giống như hằng Mỹ. Hằng Mỹ các bạn thấy nó xỏ cái mỏ chó của nó vô, cái lỗ mũi của hằng Mỹ nó dài nó gọi là stinky nose. Các bạn đánh stinky nose là cái thằng Mỹ, nó là cái thằng mà lỗ mũi, cái mũi chó của nó, cái mũi thúi chó của nó đi đâu nó thọt chọc chọc vô. Trời ơi, nhiều khi tôi thấy đau lòng là những người anh em cùng chung chính tiếng với mình ở trên mạng cứ là đưa tin là Nga xâm lăng. Các bạn thấy ngay cả cái vụ mà 13 lính Ukraine không, tụi truyền thông mất dạy không, nó nói là Nga tiêu diệt giết đấy, rồi mình cũng nhảy theo mình đưa, mà ai về cuối cùng người ta đưa ra những người lính đó họ được lính Nga bảo vệ những người lính Ukraine, người ta đầu hàng vì lợi ích dân tộc, không có muốn chiến tranh, được bảo vệ, được cho về và đâu có ai bị chết đâu. Cho nên hết sức cẩn thận anh chị các bạn ơi. Cái thằng tư bản các bạn biết, nó nhồi sọ mấy đứa trẻ từ hồi lớp mẫu giáo là khủng khiếp lắm. Mẹ ơi, bởi vì ở trên mạng này
tôi về quê hương rồi, các bạn thấy không? Bây giờ tôi thương cái chế độ này, những người lãnh đạo ở cấp cao người ta rất là giỏi, tôi tầm nhìn chiến lược của người ta các bạn nhìn không nổi đâu, tôi nói thật đi, tầm nhìn chiến lược của họ rất là giỏi, tôi khâm phục khẩu phục. Đó là lý do mà tôi yêu cái quê hương này, những người lãnh đạo ở cấp cao của trung ương của mình quá ư là giỏi, phải nói là tuyệt vời. Những cái các bạn nhìn xem những cái cuộc chiến mà mình đụng độ với Trung Quốc vậy, mình kiềm chế dữ lắm, cho đến khi nào khi mà cái an nguy của đất nước nó bị ảnh hưởng, nó đi đến cái vấn đề mà quá nguy hiểm, cho nên mình mới tiến quân thôi. Các bạn thấy ngay cả các ông Hun Sen, ông Ba, ông năn nỉ Việt Nam mình mà hứa điều mà quỳ lại luôn đó. Các bạn nhớ coi lại cái câu chuyện mà ông Hun Sen của Campuchia, ông thủ tướng Campuchia đó, ông Ba ông tìm đủ mọi cách, cuối cùng tụi Khmer Đỏ nó dã man quá, nó tấn công mình, cho nên mình phải tấn công nó luôn, sẵn cơ hội đó mình mới chịu tấn công đó chứ, chứ không phải mình cũng đâu có tấn công. Quyền lợi đất nước và chiến tranh không ai muốn hết đó, mà chiến tranh xảy ra là do những cái người lãnh đạo quá ư là ngu dốt, để cho ngoại bang làm vào điều khiển. Các bạn thấy thằng Mỹ nó vào, tụi phương Tây mà nó vào, nó điều khiển quốc gia nào là quốc gia đó te tua tơi bời hết. Các bạn đừng có nghĩ thằng Mỹ, ố bên thằng Nhật nó là đồng minh thân cận của thằng Mỹ, nhưng mà nó tự nó chuyện quốc gia nội bộ của nó là của nó, tại vì nó chỉ có vấn đề nó thua trận và nó đồng ý ký cái hiệp ước mà chiến tranh dưới thằng Mỹ thôi, chứ nó rất là độc lập, chứ không phải là cái gì cũng phải chờ thằng Mỹ vô đó hướng dẫn mọi thứ đâu. Nó cũng có vũ khí Nhật, sức mạnh quân sự nó cũng rất là khá, chứ không phải là các bạn đừng có nghĩ mà nó im lìm vậy đó, nó im lìm vậy đó. Đừng nghĩ là ô thằng Nhật phải là đồng minh của Mỹ là phải ngồi đó chờ Mỹ thế này thế nọ ban phép. Nhật người ta rất là mạnh đấy, chứ không phải giỡn đâu. Còn những cái quốc gia mà ngồi đó trông chờ vào thằng Mỹ và phương Tây, các bạn thấy nó phá nét. Nhìn Syria, Libya, Afghanistan, rồi nhiều quốc gia, Iraq, các bạn thấy không? Khốn khổ. Nó đem dân chủ, nhân quyền cái gì đâu không thấy, mà thấy người dân khốn khổ, đất nước tan nát, giết chóc lẫn nhau. Đấy. Chỉ vì những cái mâu thuẫn trong những cái bộ tộc về tôn giáo, chàng ơi, nó giết nhau tối ngày sáng đêm, nó giết còn tàn bạo hơn mà nói là cái cuộc chiến mà hiện nay đang xảy ra ở Ukraine nữa. Mà cái tụi truyền thông báo chí của Mỹ phương Tây nó đâu có đưa đâu, các bạn nó đâu có đưa tin đâu, mà nó còn bài vẽ ra những cái chuyện không có, nó đi làm thành có, còn có thì nó làm thành không. Cái tụi truyền thông của Mỹ phương Tây nó là những cái nhóm tài phiệt, tôi nói chị các bạn biết, nó cháo chở lắm. Lúc thì nó thật thì nó cũng thật, mà lúc nó giả dối là không ai giả dối lợi bằng nó hết. Cái tụi truyền thông phương Tây nó khủng khiếp, các bạn thấy nó xé nát biết bao nhiêu quốc gia trên thế giới này, chỉ vì những người lãnh đạo không có cái sự khôn khéo. Các bạn nhìn thấy đi, Kosovo ngày xưa là của Nam Tư, nó dùng quyền sức mạnh nó qua, nó xé thằng Kosovo có trên bản đồ thế giới. Ngày xưa Kosovo chỉ là một tỉnh lỵ của Nam Tư, các bạn thấy. Mà bây giờ Kosovo trở thành một cái quốc gia, Kuwait cũng vậy. Ông Saddam, ông muốn đem Kuwait trở về. Các bạn thấy nó qua, nó mần thịt ổng, tại vì nó không thích. Nó can thiệp vào, xé ra Kuwait trở thành một quốc gia, ghê không? Bởi vì các bạn thấy Trung Quốc tại sao họ khôn khéo, họ không khéo léo là thằng Mỹ giờ đây nó xé cho Trung Quốc ra không biết bao nhiêu quốc gia đó, tôi nói cho các bạn biết. Cho nên thằng Mỹ nó tưởng đâu Trung Quốc dễ dụ dễ ăn, nó đem cái đồng tiền và sức mạnh kinh tế nó vào, ai về Trung Quốc chơi lấy gậy ông đập lưng ông. Trung Quốc mà không khéo léo đâu các bạn biết. Cho nên ông Trung Quốc này ông cũng dữ dằn, gặp con cáo già Mỹ, gặp ông Trung Quốc ông còn dữ hơn nữa. Mày tưởng đâu dễ ăn lắm mà con. Tụi phương Tây bây giờ nó bị lệ thuộc rồi, các bạn thấy không? Tôi nói các bạn, ngay cả cái nước Ấn Độ ngày xưa đâu có nước Pakistan đâu. Đấy, thằng Anh
nó vô nó xé, nó xé ra thành Pakistan. Bây giờ hai thằng anh em đó cùng chung một quốc gia tranh giành nhau với Kashmir, cái vùng lãnh thổ Kashmir, xé nát cái thằng Kashmir ra làm hai, bên là của Ấn Độ, bên là của Pakistan. Mà cái Pakistan ngày xưa là các bạn người Pakistan với người Ấn Độ, các bạn nhìn mặt y chang à, họ y chang à, trở thành hai quốc gia độc lập rồi đánh nhau, giết nhau. Đấy. Rồi Indonesia có một số quốc gia sau này được lập ra, các bạn thấy tụi nó vô nó xé West Timor, các bạn thấy không? Nhiều lắm. Mà tụi Mỹ, cái thằng nào mà những cái quốc gia nào mà làm bất lợi với nó là nó vô, nó dùng cái quyền gọi là sức mạnh đồng tiền của nó, phủ quyết của nó, nó xé anh ta, tan nát quốc gia anh ta ra. Thế rồi truyền thông tin tức nó có lên án đâu, các bạn thấy nó nói ông Saddam Hussein có vũ khí giết người hàng loạt, thế xong rồi đâu có đâu, rồi ai làm gì được tụi nó. Mà trong khi đó các bạn thấy người Nga, ông Putin ổng đi tổng tiến quân là để giải phóng cái Ukraine đó, để đưa cái đất nước Ukraine nó trở về cùng với nước Nga để xây dựng một cái liên minh, một cái đất nước giàu mạnh như ngày nào. Các bạn biết Ukraine về vấn đề mà kỹ thuật hạng nặng của họ cũng dữ dằn lắm, họ chế những cái động cơ máy móc về xe tăng rồi dữ dằn lắm. Mà các bạn nhìn thấy về nói về Nga, Nga là một đất nước họ tự phát minh, chứ họ không phải đi ăn cắp mua bản quyền của người này người nọ rồi ăn cắp về giống như Mỹ. Tôi chia sẻ chuyện các bạn nói rằng Mỹ là nó ăn cắp giả mang lắm, tôi dùng sức mạnh đồng tiền nữa. Các bạn, tôi chứng minh cho các bạn thấy hàng Microsoft nó tiêu diệt biết bao nhiêu những cái công ty nhỏ. Tại vì sao? Nó dùng sức mạnh ảnh hưởng đồng tiền của nó. Mới đầu nó chơm, nó lấy của người ta, cái người ta kiện nó rồi thưa nó, bây giờ nó đền, bây giờ nó mua luôn. Và lúc đầu nó cấp xong rồi nó mua, các bạn thấy không? Làm cho biết bao nhiêu những công ty nhỏ phá sản nó, tới nỗi mà cái nó mạnh đến nỗi mà 10-15 tiểu bang bên Mỹ chính quyền phải hè với nhau để mà thưa nó, kiện nó. Cuối cùng cũng kiện thì nó đền bù rồi nó mua, nó thâu tóm hết. Chàng ơi, các bạn biết cái giả mà thằng Apple cũng vậy, các bạn nhìn thấy nó cũng thâu tóm mấy thằng kia. Mới đầu nó những cái phần mềm, ngay cả cái phần mềm tiếng Việt của mình viết ra đó, nó cũng chơm, nó chơm rồi mình thưa nó là thưa nó quá nhiều tiền đi, nó thưa xong rồi nó dùng sức mạnh của nó ép mình, nó cũng đền xong rồi nó kiếm cách nó mua đất luôn rồi xong. Chàng, các bạn thấy, bởi vì những cái người mà họ cuồng Mỹ, cuồng tư bản, họ không có nhìn thấy cái mặt trái tụi nó. Sống làm gì với nó mới biết, chỉ có tôi là cái thằng hơi ngu mà lì lên đây nói những cái mặt trái của nước Mỹ. Cho nên kẻ thù của tôi thì dày đặc à, trong nước ngoài nước rất là nhiều. Những cái bước đi của tôi cẩn thận trọng lắm, tôi nói gì các bạn. Và khi mà tôi lên mạng, tôi thấy anh em rồi một số người họ đưa những cái thông tin không có đúng á, tôi buồn lắm anh chị các bạn. Mà mình phải cãi vã, mình phải chia sẻ, tìm đủ mọi cách để cho họ hiểu. Những gì tôi chia sẻ, tôi cố gắng hết sức là trung thực để anh em chúng ta cùng nhau nhìn nhận ra những cái tin tức sai lầm và những cái truyền thông của tụi phương Tây và Mỹ. Các bạn thấy tôi vào trong mạng tôi xem tụi truyền thông phương Tây nó khốn nạn lắm. Các bạn thấy nó nhồi sọ mấy cái đứa trẻ khi mà người lính Nga đã bảo vệ cái sự và gọi là vào hiện nay đó, vào trong Ukraine mà để mà bảo vệ cái sự hòa bình đó, trật tự đó. Những cái đứa con nít mà hỉ mũi mà chưa sạch, nhỏ xíu nó ra nó đánh lính Nga, nó chửi người ta, nó làm các bạn thấy đau lòng không? Cái sự kém hiểu biết mà nó đầu độc cái giới trẻ. Ghê lắm các bạn ơi. Bây giờ cái cuộc chiến bây giờ nó dùng những cái truyền thông mất dạy của tụi phương Tây. Đó là lý do cái chính sách toàn cầu hóa của nó, cái diễn biến hòa bình. Các bạn thấy cái sức mạnh của Facebook, nó là làm đảo đi cái nhiều quốc gia khủng khiếp lắm. Facebook cộng mạng xã hội đó. Nói chung là mạng xã hội ghê lắm.
hồi xưa mà đó là chủ trương của thằng Mỹ thời ông Al Gore, mà các bạn biết thời ông Clinton, ông Al Gore là phó tổng thống đó, là ông là người ông Clinton là giao cho ông Al Gore là phải đẩy mạnh cái vấn đề thì toàn cầu hóa super highway về mạng internet, phải đưa đến vấn đề tối ưu để đặng mà nó có thể đi vào bất cứ ngõ ngách những quốc gia nào mà thằng Mỹ và phương Tây nó sẽ dùng đó những cái vũ khí mà giết người hàng loạt của nó, chứ không phải giỡn đâu. Nó giết người không phải ngày hôm nay hàng tư bản, các bạn biết nó giết người không phải là bằng vũ khí súng ống hiện đại của nó, mà nó giết người bằng những cái tâm lý chiến của nó, kinh hồn lắm, rất là kinh hồn, không phải như các bạn nghĩ. Ngày xưa tôi tham gia trên Power Talk vậy, các bạn biết các bạn đánh Power Talk vào những người mà lên trên đó, khi mà họ bị rối loạn tâm lý, họ treo cổ cũng mấy mạng đó, chứ không phải giỡn đâu, cũng vì mạng xã hội đó. Lên trên đó nó tiên truyền rồi nó đấu đá rồi nó đấm nhau, nó treo cổ thấy nóng lạnh luôn. Nó vừa like nó treo cổ, nó kích nhau, nó kích động, nó kích nhau anh chị các bạn, ghê lắm. Thôi thì lại Minh dừng like ở đây, chúc anh chị các bạn nhiều may mắn. Đất nước mình rất là bình yên anh chị các bạn, tôi nói anh chị các bạn rất là tự hào. Mặc dù tôi gặp sự chống đối từ người thân, nhưng mà tôi yêu đất nước này. Tôi nói anh chị các bạn, không có ai thế lực nào mà cản trở tôi mà gọi là phản bội với quê hương. Hôm tôi vào trong Facebook cũng có một cái nick gọi là Nguyễn Sĩ gì đó, nói là tôi điện thoại với ông ta, rồi tôi nói ngày xưa tôi là chống cộng thì tôi quay đầu, tôi nóng máu lên, điên tôi lên, tôi chửi ông một trận. Tôi ghét ai mà đưa những cái tin tức mà nói mà không đúng, tôi hỏi bằng chứng. Không bao giờ mà tôi nói tầm bậy tầm bạ gì, làm tổn thương với lòng tự ái dân tộc. Tôi chửi ông một trận, không biết ông kết bạn với tôi bao giờ. Bởi vì nhiều khi người này kia gọi tôi bắt là vậy. Khi nói chuyện rồi bắt đầu cái mai mốt cái họ gọi người này, họ gọi người nọ, cái họ tự cái nó gọi là assume đó bạn. Assume là các bạn ai nói gì cái mình cũng nghĩ cái đó, mình gọi là cầm đèn cho chiếc ô tô á, nó giống như vậy đó. Assume không bao giờ assume cái gì đó người ta nói chuyện mà tự động mà mình cầm đèn chạy chiếc ô tô, mình nói người ta nói cái đó cũng kiểu giống như gấp lửa bỏ tay người á. Ghét giả mạng, cũng giống như thằng mắc dạy Trịnh Lê Bình Nam vậy. Lúc trước nó nói tôi nó cũng nói tôi chống cộng rồi, bằng chứng thì không có. Thằng đó kia đó tôi cũng đấu với nó một trận, đấu là té lửa chứ mọi giận. Nó dí tôi mấy năm trời, nó cay lắm, thằng mặt khốn nạn đó. Bởi vậy thôi thì lại Minh ngừng ở đây. Xin chào chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.